Vâng, em xin chào quý vị. Vâng. Nay thì em test bàn giao. Vâng, bàn giao con này là con đẩy nhá. Con đẩy CS là 2500 của TR Cao-Tích do công ty xe sao sản xuất cho anh khách ở dưới Quảng Ninh, anh Hải dưới Quảng Ninh nhá. Đấy. Đây nhá, hàng chính hãng đây anh nhìn này. Có tem bảo hành của hãng hết, nó dán lên hẳn hoi này. Đấy, hàng Việt Nam, tem bảo hành chữ Việt Nam này. Có QC bát ở đây là cái tem để check chất lượng sản phẩm trước khi xuất xưởng này. Đấy. Đây nhá. Đây vỏ thùng của nó đây. Thì trong cái này nó sẽ có dây nguồn. Đấy, có cái dây nguồn này để mình cắm đẩy. Ok này. Ok nha, bây giờ em sẽ kết nối đẩy với vang để thử xem nó hoạt động ok không nhá. Em phải lấy cái chân máy quay thì được. Tự nghiêng nghiêng cái gì nhỉ? Đúng ạ. Cảm giác mọi thứ nó cứ đang hơi nghiêng. Ok, kéo đi vậy. Đây. Đây, nếu mà lấy đẩy tầm lấy vang tầm tiền một tí, vâng, thì một là anh có thể lấy con vang của cùng hãng của nó, hai anh lấy con này nhá, lấy con này vừa rồi anh thấy anh cũng có nhu cầu cùng vang ấy. Thì con này là tầm tiền này, rất là tốt này. Và con này là con Komi nhá, Komi công nghệ đó, rất là tầm tiền của công ty Komi công nghệ Hàn Quốc, tiếng nó rất là hay, rất hợp lý trên con đường này. Tất nhiên là có những cái tầm tiền nó cao hơn nữa, nó khoảng 3-4 triệu, nhưng mà chắc là với những con đẻ này thì mình dùng cái tầm tiền này thôi, hoặc là dùng tầm tiền rẻ hơn một tí là con TN10 nhé. Đấy. Đây. Để nhé, kết nối đẩy thì kết nối như này nhá. Tôi đẩy bóng vang kết nối như này. Hãy từ cái rắc cái cao đông này, hãy cắm vào hai cái đầu cái đằng sau đây và hai đầu đực của trên vang thì phải cắm vào đây nhé. Kết nối xong thì kết nối jack trích từ loa vào cọc lưu trích của đẩy này. Dùng tay nó hơi khổ tí. Ok. Không hơi vướng bỏ ra đây nhé. Rồi. À, ok thì bây giờ em sẽ bật đẩy lên xem nó có điện không đã này. Ok, đấy, đẩy khởi động xong rồi. Đấy, bật vang lên. Cắm điện vang đó.
Thật sự mà nói thì mấy hôm nay thời tiết nó khá là khắc, nó khá là lạnh. Nên mọi người đi ra đường nhớ mặc áo ấm nhé. Em hơi chủ quan nên là hôm nay, hai hôm nay cổ họng nó đang có vấn đề rồi. Rồi, ok. Em kết nối xong rồi, em sẽ thử tiếng xem nó đẩy nó có ra tiếng không. Đây, thì em sẽ thử bằng Bluetooth của con vang này luôn nhé. Này, bật Bluetooth lên này và chọn một cái thiết bị có tên là Komi. Bluetooth của con này nó tên là Komi. Em ghép đôi là xong. Em ghép đôi xong mình bật nhạc thôi. Này. Đây nha, đẩy hết khoảng 12 giờ đi. Đây nha, thử từng vế cho anh này. CSB trước nha. Em đang để music rất là bé anh nhá. Bên này này. Có rất nhiều anh là hay hướng dẫn khách là gì? Đẩy hết cỡ cái công suất của con đẩy lên, sau đó vặn nhỏ ở trên mic, ở trên vang vang thôi. Tuy nhiên thì em lại không đồng tình với cái cách này lắm. Đấy. Vì cách này thì có thể là ok, nó khai thác hết công suất của đẩy. Nhưng mà lúc nào cũng bắt con đẩy nó hết, dùng hết công suất thì nó không tốt cho đẩy. Nên là em vẫn hay bảo khách là gì? Các anh dùng cho em khoảng một nửa công suất thôi. Đấy. Hoặc là chỉ đến tầm khoảng 2-3 giờ như này thôi. Chứ đừng nên dùng hết công suất, nó không tốt cho đẩy. Kể cả nó vặn nhỏ ở đây chăng nữa thì cũng không tốt đấy. Thì đấy là cái quan điểm của em thôi. Có anh tùy nhá, các anh cảm thấy ok vặn hết đẩy lên cho nó thoát tiếng nó nọ kia thì đấy là quan điểm của anh nhá. Còn ở đây em cũng chỉ có một lời khuyên như này đấy. Muốn cho nó bền thì không nên lúc nào cũng đẩy hết công suất của đẩy lên, nó đẩy vừa thôi. Ok nhá. Em sẽ test một lúc xem là như nào nhá. Xuất lên nhá. Test một lúc thì hết công suất luôn này.